Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng ngày 28 tháng 11 của kênh tin tức 24 giờ online. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Giá vàng trong nước biến động ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khó tin, xuyên thủng đáy. Dự báo giá vàng từ giới chuyên gia. Tỷ giá đô la Mỹ lao dốc mạnh. Tình hình giá vàng tại thị trường trong nước Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,35 triệu đồng một lượng mua vào và 54,85 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá trên tăng giảm 50.000 đồng một lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 54,43 triệu đồng một lượng mua vào và 54,79 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá trên giảm 130.000 đồng một lượng theo chiều mua vào và giảm 60.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,40 triệu đồng một lượng mua vào và 54,92 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá trên tăng giảm 100.000 đồng một lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Trên thị trường thế giới giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khó tin, xuyên thủng đáy. Bất ngờ trong ngày Black Friday, đến vàng cũng bị bán tháo. Cuối ngày hôm qua 27 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giảm một mạch xuống dưới mốc 1.800 đô la Mỹ, đang neo tạm ở 1.783,5 đô la Mỹ một ounce. Theo giá quy đổi, 1 đô la Mỹ bằng 23.260 đồng. Giá vàng thế giới tương đương 49,98 triệu đồng một lượng. Tổng cộng cả tuần, kim loại quý mất 4,5%, mạnh nhất kể từ cuối tháng 9. Đà bán tháo được kích hoạt, thị trường hoảng loạn, nhiều người quyết định không bán, ôm vàng cầm cự chờ thời, trong hai phiên lao dốc vừa mới đây đứng ngồi không yên. Đối với nhiều nhà phân tích, sức ép lớn nhất mà vàng phải đối mặt chính là tin tức liên tục về các chủng ngừa phòng bệnh COVID-19 tiềm năng. Sự lạc quan của giới đầu tư khi họ hy vọng một loại vaccine sẽ hồi sinh nền kinh tế toàn cầu nhanh hơn dự kiến đang đè nặng lên vàng. Nhà đầu tư cũng lạc quan về triển vọng hồi sinh kinh tế và chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng. Một yếu tố khác cũng gây sức ép lên vàng là chứng khoán Mỹ hôm qua đã lập kỷ lục. Nhà đầu tư lạc quan vào đà phục hồi kinh tế không chỉ nhờ vaccine và còn kỳ vọng vào triển vọng thương mại toàn cầu lặng sóng hơn trong thời gian tới. Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco News, tâm lý thị trường sẽ tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn. Cuộc khảo sát cho thấy Phần lớn các nhà phân tích phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới. Trong khi đó, sự lạc quan của các nhà đầu tư bán lẻ cũng ở mức dưới 50% sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vào tuần trước. Tâm lý giảm giá xuất hiện khi giá vàng bị tụt xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng. Vào đầu tuần này, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau khi bị đẩy xuống dưới 1850 đô la Mỹ một ounce. Đến cuối tuần thị trường vàng tiếp tục giảm nhanh xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.800 đô la Mỹ một ounce. Các nhà phân tích cho rằng mức hỗ trợ chính tiếp theo cần theo dõi sát là 1.750 đô la Mỹ một ounce. Chiến lược gia trưởng Gareth Soloway tại eTheMoneyStocks.com nhận định một khi vàng chạm mức 1.750 đô la Mỹ, vàng sẽ tìm thấy đáy và bắt đầu tăng trở lại. Giao dịch mở cửa trở lại sẽ tiếp tục gây áp lực lên vàng khi mọi người thoát ra khỏi nơi trú ẩn an toàn, Chuyên gia Gareth Soloway dự báo. Dự báo giá vàng. Đa giảm của vàng trứng lại do một bộ phận nhà đầu tư bắt đáy vì tin rằng vàng sẽ còn tăng trong dài hạn nhờ môi trường lãi suất thấp, lạm phát cao. Vàng chưa thể bật tăng mạnh trở lại sau khi biên bản của họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa được công bố. Phép hối thúc cội Mỹ sớm thông qua các biện pháp kích thích bổ sung nhằm hỗ trợ nền kinh tế các nhà đầu tư đang đẩy mạnh mua vào vàng khi tin rằng nền kinh tế sẽ phục hồi vào năm 2021. Trong dài hạn, nhiều nhà phân tích tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại khi đô la Mỹ tiếp tục suy yếu do lượng tiền lớn bơm ra các thị trường. Ngân hàng Công thương Trung Quốc trong một thông báo trên trang web của mình cho biết sẽ tạm ngừng mở tài khoản giao dịch đầu tư cá nhân vàng, bạc và kim loại quý khác từ 28 tháng 11 qua tất cả các kênh, bao gồm cả kênh giao dịch mua bán tự do và ngân hàng trực tuyến hoặc trên điện thoại di động. Ngân hàng công thương Trung Quốc cho biết, do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh toàn cầu và tình hình kinh tế chính trị quốc tế, giá kim loại quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, rủi ro và bất ổn trên thị trường này không ngừng gia tăng. Dữ liệu từ Hiệp hội vàng Trung Quốc cho thấy trong quý 3 năm nay, dù tiêu thụ vàng của Trung Quốc giảm 8,16% so với cùng kỳ năm 2019, xuống 225 tấn, lượng tiêu thụ vàng miếng và tiền vàng tại nước này vẫn tăng mạnh 25%, lên 65,54 tấn. Jeffrey Haley, nhà phân tích cấp cao tại Onada cho hay giá vàng đang giao động trong khoảng 1800 đô la Mỹ đến 1820 đô la Mỹ một ounce với khả năng đi xuống trong thời gian tới khi đường cong lợi suất dốc hơn. Tuy vậy các chuyên gia khác cho biết quỹ đạo dài hạn của vàng vẫn khá tích cực khi giá vàng vẫn có thể tăng khoảng 19% nhờ sức hút của nó trong việc ngăn chặn lạm phát và suy giảm tiền tệ được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích kinh tế chưa từng có trên toàn cầu. Ngân hàng ANZ dự báo giá vàng sẽ lên 2.100 đô la Mỹ một ounce trong 12 tháng tới do tình trạng chủng ngừa COVID-19 chưa thể phổ biến cho đến nửa cuối năm 2021 và đồng đô la Mỹ suy yếu. Tỷ giá đô la Mỹ lao dốc mạnh tại thị trường trong nước. Tại thị trường Việt Nam ngày 27 tháng 11, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.162 đồng một đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.125 đến 23.807 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 23.029 đến 23.080 đồng một đô la Mỹ. Còn khoảng bán ra ở mức 23.259 đến 23.278 đồng một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ tự do ở mức 23.200 đến 23.230 đồng một đô la Mỹ. Trên thị trường thế giới, dạng sáng nay 28 tháng 11 theo giờ Việt Nam tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới đạt 91.823 điểm giảm 0,243 điểm tương đương để mất 0,16% theo biên bản được công bố hôm thứ tư 25 tháng 11 về cuộc họp ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 11 của Fed mặc dù một số nhà hoạch định chính sách đã do dự trong việc thực hiện các thay đổi ngắn hạn vì triển vọng bất ổn nhiều người cho rằng cơ quan này có thể muốn tăng cường việc mua tài sản các nhà đầu tư lo ngại ngân hàng trung ương có khả năng tăng cường chương trình nới lỏng định lượng tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12. Lee Hartman, nhà phân tích tiền tệ tại MUFG ước tính rằng Fed có thể cam kết tiếp tục mua ít nhất 120 tỷ đô la Mỹ chứng khoán mỗi tháng cho đến khi đạt được tiến bộ đáng kể đối với các mục tiêu của cơ quan này. Tuy nhiên quy mô của chương trình nới lỏng định lượng không nhất thiết phải tăng lên. Theo ông Hartman, chính sách nới lỏng của Fed vẫn sẽ có tác động tiêu cực với đồng bạc xanh trong năm tới. Trong khi đó, lượng giao dịch đã giảm vào thứ Năm 26 tháng 11 vì thị trường tài chính Mỹ đóng cửa để nghỉ lễ tạ ơn. Dầu thô thế giới tăng mạnh Trong phiên sáng nay, giá dầu thô với KTI giao ngay tăng 1,87%, neo ở mức giá 45,74 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô Brent sáng nay tăng 1,03% so với hôm qua, hiện ở mức 48,28 đô la Mỹ một thùng đóng cửa phiên giao dịch trước đó, dầu WTI dừng lại với mức bán 44,9 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, dầu Brent kết thúc tại 47,79 đô la Mỹ một thùng. Trong nước, giá xăng trong nước sáng nay được Petrolimex niêm yết giao độ ở mức từ 14.490 đến 15 150 đồng một lít ở vùng 1, từ 14.770 đến 15.750 một lít ở vùng 2. Bên cạnh giá xăng, giá dầu hỏa vùng 1 là 10.130 đồng một lít

Ở vùng 2, giá xăng Ron 954 cao nhất với 15.750 đồng một lít, Ron 953 ở mức 15.650 đồng một lít. Trong khi đó, xăng E5 Ron 922 ở mức 14.770 đồng một lít, dầu DO 0.001SV giá 12.010 đồng một lít và DO 0.05S2 đang sử dụng giá 11.650 đồng một lít. Bản tin của tin tức 24h online đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại